Trailer chính thức của phim điện ảnh Chiếm Đoạt tiết lộ mối quan hệ tày tư rất phức tạp. Trong đó, Lãnh Thanh và Phương Anh Đào vào vai cặp vợ chồng hạnh phúc kiểu mẫu, giàu có, thành đạt, các con ngoan ngoãn. Sự xuất hiện của cô em gái do Miu Lê thủ vai khiến mọi thứ thay đổi. Người này âm thầm quyến rũ cả hai người đàn ông do Lãnh Thanh và Carit thủ vai. Nhân vật của Miu Lê gợi cảm, ra vẻ vừa lả lơi vừa ngây thơ. Đối lập với Miu Lê, nhân vật của Phương Anh Đào sang trọng và quyền lực. Đoạn trailer dài 1 phút 46 giây ngập tràn những cảnh nóng và bạo lực. Các phân cảnh táo bạo chống vánh chiếu cần mặt cả Miu Lê, Phương Anh Đào và Lãnh Thanh. Loạt cảnh đánh nhau, đâm chém, chửi rủa, cháy nổ và tai nạn gây chú ý. Bộ phim còn có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh và Hoa hậu Lương Thùy Linh lần đầu đóng phim. Ngoài ra, còn một nhân vật nam chưa được tiết lộ. Tác phẩm này là dự án điện ảnh Việt Nam đầu tiên được đầu tư bởi KBS, Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc thông qua đơn vị sản xuất ERS Factory sẽ công chiếu vào ngày 24 tháng sau.